Quản lý thời gian là một kỹ năng sống quan trọng mà ai trong chúng ta cũng phải đối mặt, nhưng lại là một thách thức lớn đối với hầu hết mọi người. Đặc biệt, trong một thế giới ngày càng nhanh chóng và đòi hỏi cao, việc quản lý thời gian không chỉ giúp bạn nâng cao hiệu suất mà còn là chìa khóa để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, làm thế nào để quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn? Chúng ta cùng tìm hiểu những bước cần thiết để quản lý thời gian một cách khoa học và hiệu quả trong video hôm nay bắt đầu thôi một tác động của quản lý thời gian đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp quản lý thời gian tốt không chỉ giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả mà còn góp phần đáng kể vào chất lượng cuộc sống cá nhân khi thời gian được quản lý hiệu quả bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bạn bè và các hoạt động giải trí mà không cảm thấy áp lực trong công việc việc quản lý thời gian giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn giảm bớt căng thẳng và tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc. Hơn nữa, khi có khả năng quản lý thời gian, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn. 2. Hậu quả của việc quản lý thời gian kém. Ngược lại, nếu không biết cách quản lý thời gian, bạn sẽ dễ bị rơi vào trạng thái căng thẳng, công việc chồng chất và mất cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn gây ra những vấn đề về sức khỏe tinh thần như lo âu, trầm cảm và mất ngủ. Ngoài ra, sự thiếu hụt thời gian có thể dẫn đến những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ, từ đó gây ra sai lầm và thất bại trong công việc. 1. Xác định mục tiêu rõ ràng. Xác định mục tiêu là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong quản lý thời gian. Khi có một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì và dành bao nhiêu thời gian cho từng công việc cụ thể. Mục tiêu không chỉ giúp bạn định hướng mà còn là động lực thúc đẩy bạn hoàn thành công việc đúng thời hạn. Cách thiết lập mục tiêu hiệu quả, mục tiêu nên cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có tính thách thức và có thời hạn rõ ràng. 2. Liệt kê những công việc cần làm. Việc lập danh sách các công việc cần làm mỗi ngày tuần. Tháng sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và phân bổ thời gian một cách hợp lý. Danh sách này cũng giúp bạn tránh quên lãng những công việc quan trọng và tập trung hơn vào những nhiệm vụ cần thiết. Cách liệt kê công việc hiệu quả, hãy sử dụng các công cụ như sổ tay, ứng dụng quản lý công việc như Todoist, Trello để tạo danh sách công việc. Bạn có thể phân loại công việc theo mức độ ưu tiên, thời gian hoàn thành và tính cấp bách. 3 sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Không phải tất cả các công việc đều có mức độ quan trọng và khẩn cấp như nhau. Việc sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên sẽ giúp bạn tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất trước, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thời gian. Phân loại công việc theo Eisenhower Matrix, một công cụ hữu ích để sắp xếp thứ tự ưu tiên là ma trận Eisenhower. Ma trận này chia công việc thành bốn nhóm, quan trọng và khẩn cấp, quan trọng nhưng không khẩn cấp, không quan trọng nhưng khẩn cấp và không quan trọng cũng không khẩn cấp. Dựa trên đó, bạn có thể dễ dàng quyết định nên làm việc nào trước, việc nào có thể hoãn lại hoặc ủy thác cho người khác. 4. Tổng kết và đánh giá công việc. Đánh giá công việc đã hoàn thành là bước không thể thiếu trong quá trình quản lý thời gian. Việc này giúp bạn nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình thực hiện công việc, từ đó điều chỉnh kế hoạch để tối ưu hóa thời gian cho những lần tiếp theo. Cách tổng kết hiệu quả cuối mỗi ngày, hãy dành thời gian để xem lại những công việc đã hoàn thành, xem xét những nhiệm vụ nào chưa đạt được và lý do tại sao, ghi chép lại những bài học rút ra để cải thiện trong tương lai. 5. Xây dựng thói quen và tính kỷ luật. Kỷ luật và thói quen tốt là chìa khóa để quản lý thời gian hiệu quả. Việc tạo ra và duy trì các thói quen tốt sẽ giúp bạn quản lý thời gian một cách tự nhiên và không mất quá nhiều công sức. Cách hình thành thói quen, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Ví dụ như thức dậy sớm hơn 15 phút mỗi ngày, dành 10 phút để lập kế hoạch cho ngày mới. Khi những thói quen này được duy trì, chúng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn, giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn. 6. Tập trung khi làm việc. Tập trung là yếu tố quan trọng giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả. Khi bạn dành toàn bộ sự tập trung cho một công việc bạn sẽ không bị phân tán bởi những yếu tố bên ngoài và do đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cách duy trì sự tập trung, loại bỏ những yếu tố gây sao lãng như điện thoại, mạng xã hội khi làm việc. Bạn cũng có thể áp dụng kỹ thuật Pomodoro, làm việc trong 25 phút, nghỉ 5 phút để giữ cho mình luôn tập trung mà không bị mệt mỏi. 7. Lên lịch trình cụ thể Việc lập lịch trình cụ thể cho từng công việc sẽ giúp bạn kiểm soát thời gian một cách hiệu quả hơn. Khi bạn biết rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc của từng công việc, bạn sẽ tránh được tình trạng lãng phí thời gian hoặc bị trễ hạn. Cách lập lịch trình hiệu quả, sử dụng lịch trực tuyến hoặc sổ tay để lập kế hoạch cho từng ngày, tuần, tháng, đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian dự phòng cho những công việc bất ngờ và không quên dành thời gian nghỉ ngơi. 8 sắp xếp nơi làm việc khoa học một môi trường làm việc gọn gàng ngăn nắp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu và tập trung hơn vào công việc ngược lại một không gian làm việc bừa bộn không chỉ làm mất thời gian mà còn gây cảm giác căng thẳng ảnh hưởng đến hiệu suất công việc cách sắp xếp nơi làm việc hãy đảm bảo rằng mọi vật dụng tài liệu đều có vị trí riêng của nó thường xuyên dọn dẹp và sắp xếp lại không gian làm việc để đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ thoải mái. 1. Sử dụng các công cụ quản lý thời gian. Trong thời đại công nghệ hiện nay, có rất nhiều công cụ hỗ trợ quản lý thời gian mà bạn có thể sử dụng. Những công cụ này không chỉ giúp bạn lập kế hoạch mà còn theo dõi tiến độ và nhắc nhở bạn về các công việc quan trọng. Bạn có thể sử dụng chúng để lên kế hoạch, đặt lời nhắc và theo dõi tiến độ công việc. 2 áp dụng phương pháp quản lý thời gian hiện đại. Ngoài các công cụ, bạn cũng có thể áp dụng các phương pháp quản lý thời gian đã được chứng minh hiệu quả. Những phương pháp này giúp bạn tối ưu hóa quá trình làm việc và nâng cao hiệu suất. Phương pháp Pomodoro, kỹ thuật này giúp bạn duy trì sự tập trung cao độ trong khoảng thời gian ngắn, thường là 25 phút, xen kẽ với các khoảng nghỉ ngắn, 5 phút. Phương pháp này không chỉ giúp bạn tập trung mà còn tránh được tình trạng mệt mỏi do làm việc liên tục. Phương pháp Getting Things Done, đây là một phương pháp quản lý công việc nổi tiếng giúp bạn tổ chức và quản lý mọi việc cần làm một cách hệ thống. Phương pháp này khuyến khích bạn ghi lại tất cả các nhiệm vụ và ý tưởng ngay lập tức, sau đó sắp xếp và phân loại chúng theo mức độ ưu tiên. 3. Học cách nói không. Đôi khi, để quản lý thời gian hiệu quả, bạn cần phải biết cách từ chối những yêu cầu không cần thiết. Việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người chỉ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn và gây áp lực cho bản thân. Cách nói không khéo léo, hãy rõ ràng và thẳng thắn khi từ chối, nhưng đừng quên thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Bạn có thể đề xuất một thời điểm khác hoặc một giải pháp thay thế nếu có thể. 1. Tâm lý trì hoãn chỉ hoãn là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải khi quản lý thời gian. Tâm lý này không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc mà còn tạo ra áp lực lớn khi công việc chồng chất. Nguyên nhân của trì hoãn thường bắt nguồn từ nỗi sợ thất bại, thiếu động lực hoặc cảm giác quá tải. Việc chia nhỏ công việc và đặt ra những mục tiêu ngắn hạn có thể giúp bạn vượt qua tâm lý trì hoãn. 2. Quản lý căng thẳng. Căng thẳng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng quản lý thời gian của bạn. Khi bạn căng thẳng, bạn sẽ khó tập trung và dễ mắc sai lầm hơn. Cách quản lý căng thẳng, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Các hoạt động như thiền, yoga hoặc đơn giản là đi bộ có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng và cải thiện hiệu suất làm việc. 3. Tự động viên bản thân khả năng tự động viên là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì sự kiên trì và tập trung trong quá trình làm việc khi bạn có thể tự khích lệ bản thân bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn và hoàn thành công việc đúng hạn cách tự động viên hãy đặt ra những phần thưởng nhỏ cho bản thân sau khi hoàn thành một công việc quan trọng bạn cũng có thể chia sẻ mục tiêu của mình với người khác để nhận được sự ủng hộ và động viên quản lý thời gian không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là một nghệ thuật sống để thành công trong việc quản lý thời gian bạn cần phải kết hợp giữa các chiến lược công cụ và thói quen tốt hãy bắt đầu từ việc xác định mục tiêu lên kế hoạch và duy trì kỷ luật bạn sẽ thấy rằng thời gian không phải là kẻ thù mà là người bạn đồng hành đắc lực giúp bạn đạt được mọi ước mơ và khát vọng nhớ rằng thời gian là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có một khi bạn biết cách quản lý thời gian bạn sẽ làm chủ được cuộc đời mình, không còn phải nuối tiếc về những gì đã qua mà luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thử thách mới trong tương lai. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa khác từ kênh 1% mỗi ngày.